Đà Nẵng, thành phố biển du lịch ở miền Trung. Hàng năm, Đà Nẵng thu hút hàng triệu du khách trong nước cũng như quốc tế đến tham quan và du lịch. Với vị trí là một trong ba trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, các bạn có thể dễ dàng đến được bằng cả đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Đà Nẵng được gọi bằng cái tên thành phố của những cây cầu. Cầu Rồng là biểu tượng của Đà Nẵng, được thiết kế độc đáo hình dáng con rồng uốn lượn, đầu rồng ngẩng cao hướng ra biển Đông. Mỗi tối cuối tuần và các ngày lễ, cầu rồng sẽ trình diễn màn phun lửa, phun nước với hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu, tạo thành một cung đường lung linh huyền ảo rực rỡ sắc màu. Cầu Thuận Phước là cây cầu treo dây võng, là nơi sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng. Cầu có view cực đẹp với một bên là sông Hàn, một bên là biển cả rộng lớn. Nói đến Đà Nẵng, mọi người đều nghĩ ngay đến dòng sông Hàn thơ mộng với nhiều công trình kiến trúc hiện đại hai bên bờ sông. Cầu sông Hàn được xem là cây cầu quay đầu tiên ở Việt Nam. Cầu sông Hàn là sự chứng minh của thành phố Đà Nẵng trẻ trung, năng động, là biểu tượng cho sức sống mới, sự khát vọng vươn lên của người dân thành phố. Ba Na, điểm du lịch nổi tiếng nằm trên ngọn núi đẹp nhất Đà Nẵng, với vẻ đẹp huyền ảo của núi rừng, khí hậu trong lành giữa thiên nhiên bao la. Cầu Vàng trên núi Ba Na là một cây cầu đặc biệt nhất trong những cây cầu của thành phố. Kể từ khi đi vào khánh thành thì cây cầu đã thu hút được nhiều khách du lịch check-in và Đà Nẵng đã có thêm một sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chùa Linh Ứng Đà Nẵng trên bán đảo Sơn Trà có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Chùa tựa lưng vào bán đảo, hướng về biển Đông là nơi hội tụ của linh khí đất trời. Nổi bật trong quần thể kiến trúc chùa Linh Ứng là pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 6-7 mét hướng ra biển Đông và trung tâm thành phố. Biển Mỹ Khê Đà Nẵng được bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ngập lặng trong nước biếc, nô dưỡng với những con sóng và tắm nắng trên bãi cát trắng mịn mang lại cho ta cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc. Bắt đầu được tổ chức từ năm 2008, lễ hội pháo hoa quốc tế với những màn trình diễn đẹp mắt, công phu và hành tráng đã trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của thành phố Đà Nẵng. Ẩm thực Đà Nẵng mang trong mình những nét rất riêng của ẩm thực miền Trung, hội tụ những món đặc trưng của miền Trung nắng gió. Bạn hãy đến với chợ Cồn hoặc chợ Hàng là hai chợ lớn nhất của Đà Nẵng để khám phá những thế giới ẩm thực ở bên trong. Với sự phát triển về thương mại và dịch vụ của thành phố Đà Nẵng, Sài Gòn Coop đã khai trương siêu thị Coopmart Đà Nẵng vào năm 2010 để phục vụ nhu cầu mua sắm tiện lợi và văn minh cho người dân thành phố. Ẩm thực siêu thị Coopmart Đà Nẵng có các thương hiệu lớn như sushi, KFC, pizza, các món ăn chơi dành cho giới trẻ với nhiều món Việt, Thái, Hàn với thực đơn vô cùng phong phú và hấp dẫn. Phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí có khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em Happy Game với nhiều trò chơi lành mạnh và hấp dẫn. Còn có cả khu game và bowling cho giới trẻ luyện tập và giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Tầng trên cùng là rạp phim Galaxy với 7 phòng chiếu phim với công nghệ hình ảnh và âm thanh hiện đại phục vụ vài ngàn lượt khách trong ngày. Nói đến trung tâm thương mại siêu thị Coopmart Đà Nẵng thì không thể không nói đến dịch vụ mua sắm với các thương hiệu mua sắm và thời trang nổi tiếng như Vitamix, Peloni, nhà sách Faisa, Thế giới kim cương, Blue Chain. Khu tự chọn siêu thị Coopmart Đà Nẵng có diện tích hơn 2.000 m², kinh doanh đến 30.000 mặt hàng, trong đó 95% là hàng Việt. Mỗi ngày Coopmart Đà Nẵng đón hơn 5.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm. Trải qua hơn 13 năm phục vụ, Coopmart Đà Nẵng khẳng định mình là siêu thị Việt vì người Việt là điểm đến văn minh tiện lợi và mua sắm xanh cho người dân địa phương cũng như khách du lịch phương xa. Đặc biệt, siêu thị Coopmart Đà Nẵng có phục vụ những món ăn cho du khách như mì Quảng, cao lầu, bún bò, bún chả cá, bánh canh, bún mắm, cơm gà, cơm tấm, cơm hến, bánh tráng, cuốn thịt heo. Món bún mắm nêm là một trong những món ăn truyền thống của miền Trung Việt Nam. Để biết được cách chế biến và mùi vị món ăn này như thế nào, thì xin mời các bạn hãy đến với Coopmart Đà Nẵng để xem cách chế biến và thưởng thức món ăn này nhé. Nguyên liệu đơn giản, cách làm cũng không quá công phu, cầu kỳ, thế nhưng vẫn đủ khiến thực khách đã ăn một lần thì sẽ luôn nhớ mãi. Nếu bạn đến thành phố Đà Nẵng và thưởng thức bún mắm nêm thì chắc chắn đều bị hương vị đậm đà của món bún này lôi cuốn. Cả hai cùng món ăn này là bạn có thể thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nguyên liệu để làm món bún mắm nêm Đà Nẵng gồm bún tươi, thịt heo luộc, mít non luộc, đu đủ non bào sợi, dưa leo, rau thơm, cùng mắm nêm, vài miếng thơm và nhiều gia vị khác để làm nước chấm.
tô bún mắm nêm gồm đầy đủ các nguyên liệu như thịt heo luộc, mít luộc ăn cùng với rau sống, tương ớt, rưới đều một ít nước mắm nêm và một ít dầu màu điều. Khi ăn, bạn có thể thêm đậu phụ rang lên trên để tăng thêm hương vị và sự giòn của món ăn. Một tô bún mắm với mắm được pha chế cẩn thận, với đầy đủ vị mặn của mắm, vị ngọt của thơm, vị chua của chanh và chút nồng của tỏi, thêm vị cay của ớt, làm vơi đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc. Siêu thị Co.op Đà Nẵng xin mời các bạn hãy đến với thành phố du lịch Đà Nẵng, đến với siêu thị Co.op Đà Nẵng để mua sắm và thưởng thức món bún mắm, ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng.